cái này tiếng chích lấy từ mình cái máy bên đây, cái mình máy trên đây nè, cái mình chuyển để mình chuyển thật tiếng chích chích ghé này, lấy ra nhồi lại nha. Rồi chặn gió mất rồi, cho tiếng gió. Mặt gió hay không? Nước gió này thì gió. Gió. Có vô tiếng lớn là nhưng mình nhẹ nhỏ lại cho nó mắc tiếng là được rồi, cho xíu. Chuyển ra thẻ nè. Tiếng tăng 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 tăng. Tiếng chích này là quýnh chích vuông là ok luôn, quýnh chích là loại chích loại vuông á. Cái này nhanh lên tí, cái này hồi nếu mà gà đẻ là phải nhanh lên tí. Đây là khúc nào là khúc ngon nhất thì em lấy ra coi kìa. Tiếng chích nó trong nghe tiếng chích thì một tiếng là nó có chỉ là một thu hết tiếng chích luôn, là nó kêu chừng như cũng núm chừng 2 phút mấy à, tại vì cũng băng người ta nhậu lên phải không, để tôi muốn lấy người ta nhậu lên khúc người ta xả là nhậu tới nào nó luôn xả nó mới đầy cuồng vậy đó, chứ có một con chích nào mà kêu 45 60 phút luôn, con chích là kêu cái tiếng một nó kêu phải ngưng nghỉ chứ, phải nhăn thôi chứ vòng tiền phút đâu. Băng nghe băng mình thu nhầm cái khúc mà nó kêu ngon, khúc kêu dở tuy gần là một tiếng nó ra, nhưng mà tới lúc thu qua băng á thì kỹ đi dòng con băng đầu từ nó dơ á, nó dơ nó sẽ kêu một tiếng nó lớn, một tiếng nhỏ, tiếng trăm cũng được, lấy khúc nào lớn trăm là mình lấy cho được. Anh em nào mà cần sang từ băng qua băng á, bây giờ đó mình muốn tiếng chích thì muốn lấy cái băng phải không, thì bỏ con băng đây thu, bỏ con băng đây bóp nút và thu. Còn muốn lấy thẻ thì chuyển ra thẻ, nhưng mà thấy tiếng chích tiếng đồ hầu hết là tiếng chích nè, mắt xéo nè, vô vẻ nè, chằng nghịch áo cao nè, tất cả những âm thanh đó đều quýnh thẻ đi mạnh, có riêng cũng núm, riêng cũng núm là thấy hầu hết là quýnh bằng máy thẻ nó đi không được mạnh bằng nó băng. Nếu mà khu vực nào mà có người quýnh nó băng á thì hầu hết anh em sử dụng băng quýnh với nhau, chứ mà băng mà gặp thẻ nhầm anh em nói thì trời ơi thẻ tôi đi mạnh lắm rồi đó, không biết nó dầm thì anh em nói thẻ tôi đi mạnh lắm chắc cái băng, chứ anh em mà gặp cái băng chắc anh em đi về ngủ luôn chứ chắc gì. Đánh lại băng đâu nó thiệt chứ không phải nói không phải anh em nói nổ hay gì, nói mấy thẻ quýnh đi mạnh băng nhầm anh em nói thẻ tôi đi mạnh lắm, anh em hầu hết anh em thấy đi mấy băng người ta chỉnh được trong đục là chậm mà lẹ rồi, còn mấy thẻ của mấy anh thì chỉ có đưa thẻ vô rồi quất thôi, chứ có giờ có chỉ có chỉnh được cái đầu mọt là thấy đục trong đồ, thấy đục trong đồ chống có cái tiếng từ rồi đâu có ấy được.